Năm 1991, Hội Sân khấu Thành phố kết hợp với báo sân khấu tổ chức giải thưởng triển vọng Trần Hữu Trang nhằm vinh danh và khen ngợi các nghệ sĩ thành danh sau năm 1975 đã tạo được dấu ấn trong lòng khán giả qua những vai diễn của họ. Qua các tuần trưng cầu ý kiến khán giả, các nghệ sĩ bước vào vòng thi trích đoạn và kiến thức về lịch sử sân khấu. 6 huy chương vàng triển vọng giải Trần Hữu Trang năm đó gồm có nghệ sĩ Vũ Linh, nghệ sĩ Tài Linh, nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm, nghệ sĩ Ngọc Huyền, nghệ sĩ Phương Hồng Thủy và nghệ sĩ Thanh Hằng. Sở dĩ tôi thêm hai chữ huyền thoại vào trước cụm từ huy chương vàng Trần Hữu Trang là bởi vì chiếc huy chương vàng Trần Hữu Trang của nghệ sĩ Vũ Linh có nhiều điều đặc biệt. Nghệ sĩ Vũ Linh là chàng kép duy nhất đoạt huy chương vàng Trần Hữu Trang năm 1991. Huy chương vàng Trần Hữu Trang có số tiền cát-xê cao nhất về lĩnh vực sân khấu và video. Huy chương vàng Trần Hữu Trang nhiều hợp đồng quay video nhất. Huy chương vàng Trần Hữu Trang có thời gian ngủ ít nhất vì bận quay phim và thu tiếng liên tục. Huy chương vàng Trần Hữu Trang hát đại nhạc hội ăn khách nhất về lĩnh vực tân nhạc. Và chàng kép hát có thể diễn thành công với nhiều cô đào nhất. Sau bao nhiêu năm bôn ba qua các đoàn tỉnh để rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm, anh đã quyết định về Sài Gòn để tạo dựng tên tuổi giữa thời điểm đang có rất nhiều nam nghệ sĩ đã nổi tiếng trước anh và đang có rất nhiều khán giả ái mộ họ. Chiếc huy chương vàng Trần Hữu Trang năm 1991 là dấu ấn không quên trong cuộc đời nghệ thuật của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Và qua chiếc huy chương vàng giải triển vọng Trần Hữu Trang năm 1991, anh đã dùng sáng và trở thành một ngôi sao với hàng loạt vai diễn ấn tượng trong thời điểm bấy giờ. Nhưng mấy ai hiểu được, phía sau chiếc huy chương vàng đó, ngoài sự cố gắng phấn đấu không ngừng nghỉ của cố nghệ sĩ Vũ Linh, nó còn là một ấn tín minh chứng cho một tình bạn, tình tri âm tri kỷ đúng nghĩa, tri âm tri kỷ, bởi vì họ đã gắn bó với nhau từ thổ hàn vi, đồng cam cộng khổ, thậm chí một người hy sinh bôn ba xuôi ngược, tìm kế mưu sinh để người kia an tâm tạo dựng hai chữ công danh, tri âm tri kỷ, nên họ không cần phô trương hay khoe khoang. Không cần chứng tỏ với công chúng mình quan trọng như thế nào đối với người kia. Chỉ cần nhìn thấy người kia thành công, người này tự cười trong hạnh phúc và xem đó như thành công của chính mình. Tri âm tri kỷ, khác với loại người, mặc dù không dây mơ rễ má họ hàng, nhưng không biết từ bao giờ, tự cho mình là cha thiên hạ, tự cho mình có cái quyền lên tiếng như một thành viên chính thức trong gia đình, trơ trẽn, trắng trợn, biết những điều không thể thành có thể, tự kêu gọi quyên góp, và cho tới bây giờ, số tiền quyên góp của khán giả gửi vào tài khoản không biết đã đi đâu và về đâu. Và vì là cha của thiên hạ, nên có quyền viết những status, comment, livestream, đặt điều bóc phốt, chửi rủa, mặc cho cộng đồng mạng khinh bỉ và miệt thị. Còn có một loại người, tự cho mình là mẹ thiên hạ, cho mình cái quyền phán xét đúng sai, để rồi lợi dụng lòng tin của cố nghệ sĩ, thu âm những lời tâm sự, chia sẻ, phù phép, biến hóa thành những lời buộc tội, đau lòng hơn. Đó là lời buộc tội của một người cha dành cho đứa con gái duy nhất của mình, là người của công chúng. Nghệ sĩ chúng tôi phải làm vui lòng khán giả qua những vai diễn và những vở tuồng trên sân khấu. Còn những vui, buồn, hạnh phúc hay đau khổ ở cuộc đời này, chúng tôi sẽ giữ lại cho riêng mình, tuyệt đối không bao giờ chia sẻ với khán giả, để giữ một hình ảnh đẹp cho hai mỹ từ nghệ sĩ mà chúng tôi may mắn có được. Và tôi gọi chiếc huy chương vàng Trần Hữu Trang của nghệ sĩ Vũ Linh là chiếc huy chương vàng huyền thoại, bởi vì khi nghệ sĩ Vũ Linh qua đời, chiếc huy chương vàng cũng bỗng nhiên qua tay người khác. Đối với một người bình thường thì chiếc huy chương vàng đó có giá trị vật chất, họ có thể cầm hoặc bán để xoay sở lúc khó khăn. Nhưng đối với Hồng Loan, nó là một kỷ vật vô giá, một kỷ vật mà mỗi khi em nhìn thấy, em sẽ vui và hãnh diện khi có một người cha như nghệ sĩ Vũ Linh. Còn đối với người tri âm tri kỷ kia, nó là một kỷ niệm nhắc nhở về một tình bạn hơn mấy mươi năm gắn bó và nâng đỡ nhau, vượt qua khó khăn để trở thành một nghệ sĩ tài danh của sân khấu cải lương, một thần tượng của triệu người mộ điệu. Và cho đến giờ phút này, một người đã về cõi vĩnh hằng, một người còn ở lại. Và vì hai chữ tri âm tri kỷ, người này vẫn tiếp tục ngày ngày bảo vệ và che chở cho đứa con duy nhất của người bạn mình. Đối với người này, giá trị vật chất chiếc huy chương vàng của nghệ sĩ Vũ Linh không đáng là bao, nhưng giá trị tinh thần thì vô cùng quý giá. Chiếc huy chương vàng giờ ở đâu? Ai đang giữ nó? Nếu còn chút lương tâm, xin hãy trả về cho những người đang cần có nó. Bây giờ, tất cả những gì của nghệ sĩ Vũ Linh đều là của Hồng Loan. Tôi ước gì, đây chỉ là điều ước của riêng tôi. Nếu may mắn Hồng Loan tìm lại được chiếc huy chương vàng huyền thoại đó, nếu được, Hồng Loan có thể trao lại cho người đủ tầm và đủ tâm để lưu giữ chiếc huy chương vàng này, giống như một lời cảm ơn chân thành gửi đến cho ba nuôi của em, ba Quốc Thanh. Cảm ơn anh Quốc Thanh đã âm thầm đứng phía sau hỗ trợ để chúng em có được một người anh đáng kính, khán giả cải lương, có một nghệ sĩ tài ba tên gọi Vũ Linh.